Tại vì có bữa hổm có mua thuốc của nó tha bóp đó, cô có lên rồi cô có gửi cho nó coi giò cẳng cô lỡ lối trên. Dạ, cô bớt chưa, cô khỏe chưa? Giờ cô cắt gọt mới về ăn uống chưa được mà bây giờ còn cô chiền mười mấy chai nước biển rồi chích mỗi một ngày hai lọ vậy là chích mười mấy gần 20 lọ nữa mà chưa gì chân hết con. Nhưng mà đó, bác sĩ nói cô là bà bị sao? Bị đường cao á, uống rồi cô bỏ, nghe nói 40 ngày đó cái cô bỏ đường, sau khi cô đi lấy đường cô thử sao nó tăng quá trời cao lên cô mấy. Uống thuốc đi, lấy thuốc uống. Uống dần dần tới giờ mà đường càng ngày càng cao lên, cao mười mấy chấm, 20 chấm, mười mấy chấm. Uống sữa càng ngày càng cao không hết. Rồi giờ tôi phải uống thuốc nam, thuốc tây tặng cho nó trùng lại biết không. Còn ngủ hoặc sữa nữa cô, để bữa hổm bị lang thang đường phố nó nói là cô để con rảnh rồi cũng con xuống con quay. Cô cho con quay không nói chó, trời dò cẳng cô vậy đang bệnh hoạn gì cô cho quay hết đặng lên cho cộng đồng đều biết. Nó là người của cộng đồng, của công chúng mà nó gạt gẫm. Nó gạt gẫm biết bao nhiêu người như vậy khổ sở như cô vậy. Trời ơi. Rồi cô mà điện cho con đặng cho con lên, tại vì cô thường hay coi kinh con với Lan Hên Hồng Phố. Mỗi ngày cô coi không biết bao nhiêu clip. Mấy cái kinh mà lên nhiều như vậy nè, đặng cho ông bà cô bác người ta thấy, cho định tin tưởng nó nữa. Tin tưởng nó càng ngày càng chết, chết như cô vậy, cô thấy chết trước mắt rồi đó. Con nói chuyện với con mà cô mệt cũng chết. Cô mới xuất viện luôn hay sao? Mới xuất viện hồi 5 giờ chiều, đi xe về, đi taxi về tới đây là 5 giờ ngày hôm qua, hồi chiều, 5 giờ mấy hồi chiều hôm qua. Dạ. Tức mình 9 ngày đó. Trời ơi. Mình 9 ngày ở Trà Vinh, bệnh viện Trà Vinh. Quá trời, quá đất luôn mà. Nó gạt người, sữa cô không bao giờ dám cho ai một hộp. Cô cho bị hôm đó cô mới uống, cô cho người ta ha. Cô cho nhỏ cháu hết. Hết ba lon đặng cho nó đựng gì đó rồi còn bao nhiêu cô chắc rồi. Chết một tấm rồi. Nhưng mà sữa là cô mua nhiều tiền không? 890.000 một hộp. Tổng cộng cô mua bao nhiêu? 12 hộp thì con uống rồi con nhắm thôi. 12 hộp. 12 hộp là mấy triệu rồi? Rồi bây giờ cô uống còn nửa hộp, gần nửa hộp cô còn để kìa. Bị bữa hổm lang thang đường phố nó nói nha. Cô để con rảnh con xuống, cô cho con quay hình không? Cô nói chó, trời ơi cô đang bệnh mà. Mà các đường nó gạt gẫm như vậy là lên cho nó thấy, cho nhà nước phải làm sao chứ bộ nó lên nó xin lỗi là rồi hả con. Ủa sao bà Hằng mới xin lỗi mà không tha cho bà, bắt bà bỏ tù vậy? Bao nhiêu người chửi bà mà không làm gì đá chân mà bắt bà. Trời ơi cô tức muốn chết luôn. À, cô bệnh quá trời mà giờ nó lên xin lỗi vậy là xong hay sao? Dạ thì giờ nó xin lỗi vậy là xong chứ giờ biết làm gì giờ. Bởi vậy bao nhiêu bây giờ cô nói cô không muốn nó nói đâu có bồi thường, cắt tường nó nói mà một nó thường mười mà nếu không hết nếu không hết thì đi kiếm cắt tường. Dạ. Tường một thường mười nghe không? Trời ơi con cô nó nói á, mẹ à đừng tin, mẹ đừng uống nữa, cho mẹ uống hoài, cho nhiêu tiền cái cô lén lén cô đặt sữa, cho nhiêu tiền cô lén lén cô đặt sữa dòng già này mà con cái nó gáp nó cho tiền lén để dành đặt sữa uống. Nghe nó hay quá, uống thuốc tây hoài thì nó mệt mỏi quá, giờ mình uống sữa cho khỏe chút. Uống càng ngày càng chết, càng ngày càng đường càng cao, càng ngày càng đường càng cao. Cô để một tấm sữa cô dẫn kìa. Hãy con có Zalo cô gọi, con gọi cho cô gọi cho con coi một tấm sữa. Quá trời mà uống hàng ngày hàng vậy đó. Mà mấy cái kinh mà nổi nhất là cô đưa lên đặng cho lên cơ cộng đồng đều biết. Gạt gẫm, đừng gạt gẫm như cô nhiều lắm rồi con ơi. Nhưng mà bây giờ cô có liên hệ lại cái số điện thoại của các trường, cô hỏi con nó trả lời làm sao?
có liên lạc được đâu nữa mà liên lạc được, cô điện biết bao nhiêu lần đây. Tôi điện rồi nó nói sao? Nó không nghe, còn nói sao? Còn tí té không mà nói sao? Cái con nhỏ mà cô nó giao sữa cho cô đó. Ừ. Nó tư vấn thì nó giao sữa cho cô đó. Thì cô điện cho nó, cô nói bây giờ cô chụp hình bị gì, nó có Zalo. Dạ. Cô có kết với nó rằng nó gửi sữa cho cô đó. Cô chụp nào dò cẩn ngang rồi, sữa thùng dò lỡ tới đâu cô chụp tới đó, chụp gửi hết qua cho nó. Ừ. Nó mà mới bữa cô nằm bệnh viện Trà Vinh là cô gửi cho nó rồi, cô điện thoại cho nó. Nó nói là tại cô tiểu đường lâu, lâu năm rồi giờ nó bị ngoại tử. Tôi muốn tôi tin Cát Tường, tại vì mấy cô công ty sữa này đưa cho Cát Tường quảng cáo. Dạ. Thì bây giờ tôi tin Cát Tường, Cát Tường nó nói là nếu không hết thì nó kiếm Cát Tường, Cát Tường 1/10. Mà bây giờ là tôi dò cảm mình mà thân hình tôi vậy nè, rồi sao hai Tường bồi cho tôi hết vậy? 1/10 tại vì tôi già cả rồi, con tôi làm, nó làm mà thằng rể cô nó làm công an hành sự Trà Vinh á. Đại tá công an hành sự Trà Vinh á, nó nói mà mẹ có đưa lên cho mấy anh YouTube trên ấy đưa rồi, mẹ đưa lên 2-3 kênh vậy đó. Đó bọn họ quấn Bình Dương nó đưa dò cảm cô lên, tại vì cô có Zalo nó đặng nó gửi thuốc cho cô đó, thuốc cho bóp á. Đó nó đưa lên mà, còn lang thang thì không có đưa. Cái này có lẽ mình nên mình làm đơn coi như thế nào cô, khiếu nại coi như thế nào. Thì bởi vì bây giờ cô muốn hỏi ý kiến tụi con thôi, bây giờ mình muốn làm đơn sao, cách làm đơn. Làm đơn thì con cô nó làm được rồi đó. Dạ. Nhưng mà gửi ở đâu rồi sao giờ cô không có biết nè. Dạ rồi, để cái này có gì con lưu rồi, có gì con gọi cô tư vấn cô sao ha. Rồi, rồi, cảm ơn con nha. Dạ, giờ cô nhớ nhìn sức khỏe nha, đi coi là... Bây giờ không dám uống sữa nữa con. Giờ không dám uống sữa nữa mà uống thuốc. Tay giờ nằm bệnh viện Trà Vinh này 9 ngày nay rồi. Ừ đúng rồi. Đó phải uống đặc trị. Giờ người ta cắt, người ta gọt, người ta chuyền nước rồi uống chích thuốc nữa. Bây giờ nó khô khô mặt rồi. Bây giờ là đâu dám uống sữa. Uống sữa sợ nó làm nữa. Dạ. Con có quen con gái cô á, thằng chồng nó làm công an Trà Vinh đó. Nó nói là bây giờ mẹ bỏ hết, dục hết, không uống không gì trơn á, bỏ hết đi. Con nói rồi mẹ không nghe. Lăng láng con sữa con, lăng láng con sữa, lăng láng tiền nhiêu đặt sữa. Rồi con cái nó khuyên mà còn không nghe, còn lén mà lấy tiền mua sữa nè. Ủa đó, bị gì nghe Cát Tường nó là thấy nó không lẽ là ngon người của công chúng mà con nó lên nó nói dám đem tánh mạng nó ra, nó đảm bảo như vậy mà mình không tin sao được. Cô tin thiệt, cô tin dữ lắm. Ừ. Cô tin rồi cô mới uống nó mới tác hại ra như vậy nè. Con cũng, cô cũng coi của con bao nhiêu clip lên về trực tiếp cũng coi ít ức mụ, cô cũng coi, cô coi quá trời, cô like, cô ấy cho con đó. Dạ. Cô chỉ có 3 tin thôi con, Lâm Thanh Thành Phố với Quấn Bình Dương thôi. Cô coi tin đó, cái chuyện tin đạt. Giờ là sợ chưa? Giờ là ngày hết tin tụi đó chưa? Hết rồi, trời ơi, cô sợ muốn chết rồi, giờ nằm bệnh viện rồi đau đớn nữa, cắt gọt đau đớn quá rồi, giờ cô sợ dữ lắm rồi, cô tức nữa. Sợ mà tức mất tiền. Dạ. Tiền bạc bao nhiêu, con cái bao nhiêu, nó cho gom góp bao nhiêu. Hết tiền thì lén lén, chưa có tiền đi bán năm phần vàng. Đó, rồi đi mua. Tổng cộng là có 4, 12 hộp hả? 12 hộp. Mình cô đúng không? Một mình cô 10. Đây nè cô còn sách con đây mà. Ừ. 11. 11 hộp sữa hộp xanh. Và 1 hộp sữa hộp vàng là xương khớp. Đó. Xương khớp chứ cái chị gọi là đường huyết rồi đúng không? Đường huyết rồi xương khớp, bất bao bất chất cái xương khớp rồi đó. Dạ. Thì cũng từng quảng cáo đó. Dạ. Đó. Rồi giờ nó mất tiêu rồi, không nghe quảng cáo quảng gì nữa, nó không thấy sữa đó nữa.
Bây giờ nó bên cơ quan chức năng cũng đang ngăn chặn mấy cái đó, cái mấy cái quảng cáo sai đó rồi cô ơi, chắc đưa vô danh sách đen á. Vẫn không biết chừng nào có tin đây. Ờ vậy bây giờ đó, cô phải đó, tụi con phải lên cho mà già cả như cô vậy, đừng có tin tưởng nữa, tin tưởng càng ngày càng chết, không dám tin gì trên. Hết dám rồi. Không tin mà thuốc cũng không dám uống. Mà ấy cũng không dám, tại hôm nay cô đặt tính gọi con đặt một lít mật ong, cái thằng nhỏ ở trên Sài Gòn, cái thằng trên Sài Gòn ở đâu cho nó cái chai bự rồi nó đem về chúng tôi, hôm nay cô đặt cả lít rồi đó. Ông sáng cô uống, chiều cô uống á, tối cô uống á, thằng nhỏ nó mần nó chở thì nó đem về cho mày một lít mấy một cùng, còn thành ra cô không có đặt đó. Rồi cảm ơn cô nha, cô nghỉ ngơi nha. Cảm ơn con. Dạ dạ. Rồi có gì con liên hệ con tư vấn cho cô sau. Rồi. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít. Nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghim trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.